khủng long Delta Prom có thật hay không? Gần đây mình có được một bài nhắn tin hỏi về bức phù điêu khủng long được tạc trong ngôi Delta Prom ở Campuchia. Mình đã thử xem một số đoạn clip cũng như thông tin về bức phù điêu này, trong đó có người cho rằng con vật được tạc trông rất giống khủng long Stegosaurus do có hàng phiến sừng trên lưng. Và đây là bằng chứng về việc khủng long phi điêu từng tồn tại cùng con người thay vì đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước như khoa học đã nói. Thực tế là sau nhiều năm nghiên cứu thì người ta vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể rằng con vật trên phù điêu ở tập Prom là giống loài nào, nhưng chắc chắn một điều đó không phải là khủng long và càng không phải là khủng long Stegosaurus. Cần biết rằng Stegosaurus có hình dạng đầu và thân chênh lệch hơn nhiều so với con vật trên bức phù điêu, chiều dài của phần cổ cũng khác, đồng thời nó cũng không có gai đuôi, một điểm rất đặc trưng của Stegosaurus. Những thứ được cho là phiến sừng giống như hình ảnh mô phỏng lá cây để trang trí hơn. Về mặt logic thì nếu khủng long phi điêu từng tồn tại cùng con người, thì tại sao những tác giả của bức phù điêu chỉ tạc duy nhất hình ảnh của Stegosaurus? Trên thực tế thì phù điêu Tập Prom có thể mô tả một sinh vật thực tế đương thời, chẳng hạn như tê giác, lân rừng hoặc một sinh vật thần thoại nào đó trong tưởng tượng của con người hơn. Rồng thì liên quan gì đến khủng long? Một trong những ý tưởng thú vị nhất về khủng long được khá nhiều người ủng hộ chính là những sinh vật cổ đại này chính là nguồn cảm hứng để con người tạo ra những sinh vật thần thoại như rồng, từ rồng phương Đông đến rồng phương Tây và những sinh vật tương tự. Vậy chuyện này có thật hay không? Theo những ghi chép của sách cổ Trung Quốc thì từ xa xưa, họ đã đào được xương của những động vật không xác định và cho rằng đó là xương rồng hay còn gọi là long cốt. Long cốt cũng được coi là một vị thuốc quý và được sử dụng trong đông y. Ở phương Tây lưu truyền những truyền thuyết về dũng sĩ diệt rồng, thậm chí ở Áo người ta còn tìm thấy một chiếc hộp sọ mà họ tin là sọ rồng. Tuy nhiên khi khoa học vào cuộc, sự thật đã phần nào sáng tỏ khi long cốt thông qua xét nghiệm đa phần chỉ là hóa thạch của động vật có vú. Còn chiếc sọ rồng ở Áo thực chất là sọ của tê giác lông mượt, có niên đại sau khủng long rất nhiều. Hơn nữa người xưa không có khả năng phân biệt hóa thạch khủng long với hóa thạch của động vật khác, nên nói cho chính xác rồng chỉ là một sinh vật tưởng tượng được tổng hợp từ nhiều loài có thực khác nhau. Khủng long nếu có cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở trong đó. Nhà khoa học này từng ăn tim của một vị vua. William Berkeley sinh năm 1784, mất năm 1856 là một trong những nhà khoa học người Anh nổi tiếng nhất của thế kỷ 19. Ông không chỉ là nhà thần học, địa chất học mà còn là một trong những nhân vật tiên phong của ngành cổ sinh vật học khi ngành khoa học này mới ra đời. Ông chính là người đã mô tả và đặt tên chi khủng long đầu tiên trong lịch sử, Megalosaurus, cùng với người bạn thân William Conybeare. Berkeley còn được người đời và các đồng nghiệp biết đến do tính cách lập dị và khác người. Ông đặc biệt yêu thích việc nếm thử thịt của nhiều loài động vật khác nhau để biết vị của chúng như thế nào. Và người ta kể rằng vào năm 1848, khi ghé thăm hoàng tước Harcourt, người đang giữ một phần trái tim được bảo quản của vua Louis XIV, vị vua vĩ đại của nước Pháp với biệt danh vua mặt trời, Berkeley đã không thể nhịn được và ăn thử loại thịt mà ông chưa bao giờ được ăn này. Đáng nói hơn, vua Louis XIV đã qua đời vào năm 1715 và phần tim được bảo quản của ông ta khi đó đã hơn 130 năm. Vị của nó thế nào không được Berkeley mô tả lại. Thứ tệ nhất mà Berkeley thừa nhận từng nếm đó chính là ruồi chai xanh dương. Có phải loài khủng long này giống rồng nhất? Như đã nói ở clip trước, hóa thạch khủng long không phải nguồn cảm hứng chính để tạo nên hình tượng rồng trong nhiều nền văn hóa. Nhưng bạn có biết từng tồn tại một loài khủng long trông rất giống với rồng, cụ thể là rồng phương Tây? Nếu bạn định nghĩa rồng phương Tây là một con bò sát có đôi cánh được cấu tạo bằng màng da giống như cánh rơi, thì duy trì, loài khủng long sớm vào kỷ Jura cách đây khoảng 160 triệu năm trước hoàn toàn thỏa mãn tiêu chí để được gọi là rồng, ngoài trừ một việc là nó quá nhỏ, chỉ to ngang một con mèo và không có khả năng phun lửa. Trong khi một số loài khủng long tiến hóa đôi cánh có lông vũ thì duy trì lại chọn đi một con đường khác, đó là đôi cánh được cấu tạo từ màng da, với những dấu vết còn lưu lại khá rõ ràng trong hóa thạch. Dựa trên những gì còn lại thì các nhà khoa học đã đưa ra những cấu hình cánh khác nhau để đánh giá khả năng bay của duy trì, so sánh với chim, rực long, rơi và thậm chí là ếch. Các kết quả mô phỏng cho thấy đôi cánh này có lực nâng khá yếu và không đủ an toàn cho những chuyến bay đường dài, thay vào đó duy trì có thể chỉ dùng nó để lượn qua lượn lại giữa những cành cây trong rừng rậm. Đây có thể coi là thử nghiệm đôi cánh thất bại đầu tiên ở khủng long. Tại sao khủng long bây giờ trông béo hơn trước? Nếu bạn thích tìm hiểu về khủng long thì hẳn sẽ để ý thấy một sự thay đổi khá rõ rệt trong những hình ảnh khủng long được khắc họa trong sách hoặc phim tài liệu. Từ những sinh vật trông có vẻ gầy gò, trong nhiều trường hợp gần như là da bọc xương, hình ảnh khủng long ngày nay có vẻ trở nên béo tốt hơn, mềm mại hơn. Vốn dĩ những gì còn lại của khủng long mà chúng ta tìm được chỉ có xương hóa thạch là nhiều, dấu vết của mô mềm như thịt và mỡ rất hạn chế, lồng vú cũng vậy. Chính vì thế trước đây, nhiều họa sĩ cổ sinh trong đó nổi bật nhất là Gregory Aspone vì tin rằng khủng long là những sinh vật gầy gò, nhẹ nhàng nên đã phục dựng khủng long theo hướng gần như chỉ đắp lên bộ xương của chúng rất ít thịt,
cảm tưởng như chúng chỉ có da bọc lấy xương vậy. Xu hướng này được gọi bằng cái tên shrink wrapping, vốn để chỉ kỹ thuật dùng màng co nhựa để bao bọc sản phẩm. Nếu áp dụng xu hướng tương tự lên bộ xương của các sinh vật còn tồn tại ngày nay thì chúng ta sẽ có những kết quả rất khác so với thực tế. Nhưng gần đây sự thay đổi về tư duy đã khiến những mảnh phục dựng mới đề cao hơn lượng mỡ và cơ bắp được đắp lên các bộ xương khủng long. Cộng thêm sự xuất hiện dày đặc hơn của lông vũ đã khiến khủng long trông béo hơn, nhưng cũng mềm mại và đời thực hơn.